Xin chào các em. Chúng ta đang ở trong cái giai đoạn ôn tập chương 2 là cái chương không gian vector. Trong tuần trước chúng ta đã cùng nhau ôn lại được cái phần tổ hợp tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính, độc lập tuyến tính. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập tiếp cái chương 2 dưới dạng hình thức trắc nghiệm phần hạng vector rồi tọa độ của một vector trong một cái không gian vector rồi pháp phép biến đổi tọa độ. Bắt đầu xin mời các em theo dõi. Tuần trước như vậy là chúng ta đã làm được 7 câu rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu thứ 8. Câu thứ 8 có nội dung như sau. Trong không gian V, giả sử hệ M gồm có 4 vector là x, y, z và t. Họ cho là có hạng bằng 2. Khi đó khẳng định nào sau đây đúng? Thứ nhất là hệ gồm hai vector xy là một cái hệ độc lập tuyến tính cực đại của M. B là x, y, t, hệ này là hệ phụ thuộc tuyến tính. C là t là tổ hợp tuyến tính của x và y. Và D là cả ba cái khẳng định A, B, C đều đúng. Như vậy là trong câu số 8 này chúng ta ôn đến cái hạng của một hệ vector. Ở đây cụ thể là hạng của hệ vector M. Thế bây giờ nói đến hạng của một hệ vector thì chúng ta cần phải nhớ đến cái gì nè? Trước tiên chúng ta phải nhắc đến hệ độc lập tuyến tính cực đại trong một cái hệ vector M. Một cái hệ độc lập tuyến tính cực đại của một cái hệ vector M đó là một cái hệ con của M. Thứ nhất, nó phải độc lập tuyến tính. Thứ hai là nếu bổ sung vào cái hệ này nè, một cái vector nào đó của M nhưng không nằm trong cái hệ này thì hệ đó trở thành ra một cái hệ phụ thuộc tuyến tính. Thế thì ta biết rằng là một cái hệ M lớn thì những cái hệ độc lập tuyến tính cực đại trong cái hệ M lớn á thì cái số vector nó y như nhau. Và người ta gọi đó là hạng của một cái hệ vector. Ở đây chúng ta cùng nhau nhắc lại một tí ha về cái phần lý thuyết. Như vừa rồi mới nói đó, định nghĩa hạng của một cái hệ M đó là số vector trong một cái hệ độc lập tuyến tính cực đại của M. Tôi nhắc lại rằng là tất cả những cái hệ độc lập tuyến tính cực đại trong M lớn nó có số vector nó y như nhau và người ta gọi cái số vector đó là hạng của M. Đó là định nghĩa hạng của hệ vector. Còn bây giờ muốn tìm hạng của một hệ vector thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ có hai phương pháp sau đây. Phương pháp thứ nhất đó là chúng ta chọn và bổ sung dần để có một cái hệ độc lập tuyến tính cực đại của M lớn. Tức là chúng ta sẽ làm thế này nè. Trong cái hệ M lớn á, chúng ta lấy ra một vector, nó khác vector không. Thì hệ gồm có một vector đó, nó là hệ độc lập tuyến tính. Ta bổ sung thêm một vector thứ hai trong cái hệ M lớn. Mà đừng có là tổ hợp tuyến tính của cái vector vừa chọn. Tức là nó đừng là k lần vector vừa chọn. Thì ta được một hệ hai vector độc lập tuyến tính. Rồi ta lấy một cái vector thứ ba trong cái M lớn nhưng mà đừng có trùng với lại hai cái vector vừa chọn, ta bổ sung vào. Ta xem thử là cái hệ ba vector này nó có phụ thuộc tuyến tính không. Có nghĩa là cái vector mới bổ sung á có là tổ hợp tuyến tính của hai vector ban đầu không. Nếu nó có nó thì hệ ba vector phụ tuyến tính ta loại vector đó ra, ta bổ sung vector khác. Thì ta cứ làm dần dần như thế này thì cuối cùng ta sẽ được một cái hệ độc lập tuyến tính cực đại của M. Cách thứ hai là thế này các em. Là nếu như mà cái không gian vector mình đang xét là không gian Rn, tức là các vector của nó, các cái thành phần nó gồm có những con số thực. Thì người ta thường hay làm là người ta viết các cái vector đó thành ra một cái ma trận, viết theo dòng cũng được, viết theo cột cũng được. Thì người ta đã chứng minh được rằng là hạng của cái hệ vector M nó chính là hạng của cái ma trận A mà chúng ta vừa thiết lập đó. Và A lớn á, người ta gọi là ma trận liên kết với cái hệ M. Thì chúng ta vừa cùng nhau nhắc lại một số cái lý thuyết liên quan đến hạng của hệ vector. Thế bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái câu hỏi số 8 vừa rồi. Câu số 8 vừa rồi nói rằng là bây giờ nếu như mà cái hệ M lớn gồm 4 vector này nó có hạng bằng 2 thì khẳng định nào sau đây đúng?
chúng ta thử xét từng khẳng định một. Khẳng định A nói rằng là hệ gồm hai vector xy độc lập tuyến tính cực đại của M. Điều đó có đúng không? Thì chúng ta biết rằng khi mà họ cho mình cái hệ M nó có hạng bằng 2, có nghĩa là trong cái M lớn này mình sẽ có một cái hệ độc lập tuyến tính cực đại gồm có hai vector. Nhưng mà đâu có chắc rằng là hai vector đó là x với y. Có phải vậy không? Không chắc gì là x và y cả. Như vậy thì người ta nói rằng xy là tập độc lập tuyến tính cực đại của M lớn là sai, nó không phải luôn luôn đúng. Thế mệnh đề B nói rằng là xy t là tập phụ thuộc tuyến tính. Khẳng định như vậy đúng hay sai? Thì bây giờ mình thấy rằng là nếu như xy t mà nó không phụ thuộc tuyến tính, nó độc lập tuyến tính, thì lúc đó hạng của M đâu có phải là 2, hạng của M sẽ lớn hơn hoặc bằng 3. Đó. Ví dụ xyt nó là tập độc lập tuyến tính, thì nếu nó là độc lập tuyến tính cực đại luôn thì hạng là 3 mà. Cho nên là xyt không thể độc lập tuyến tính được, nó phải phụ thuộc tuyến tính. Vậy thì cái khẳng định B là đúng. Như vậy ta chọn B. Ở đây ta chọn B. Tuy nhiên cũng cần phải, vì mình ôn tập mà, cho nên mình cũng phải hiểu cho thấu đáo hết mọi chuyện. Thế mình thử tìm hiểu thêm cái khẳng định C và D vì sao nó không đúng. Ta nói T là tổ hợp tuyến tính của XY, vì sao nó sai? Là bởi vì thế này, bởi vì là cái điều này là chưa chắc đúng. Khi nào mà X và Y á, cái hệ gồm hai vector đó, nó độc lập tuyến tính, tức là nó độc lập tuyến tính cực đại trong M lớn, thì T mới là tổ hợp tuyến tính của X và Y. Còn D thì đương nhiên rồi. Khẳng định là A, B, C sai mà đều đúng hết, nhưng mà ở trên có những cái mệnh đề nó sai, khẳng định nó sai, như vậy thì D nó phải sai. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong câu số 8. Bây giờ xin mời các em tiếp tục với câu số 9. Câu số 9 có nội dung như sau. Trong không gian R3, cho hệ M lớn gồm 4 vector X, Y, Z, T. Hỏi rằng là mệnh đề nào sau đây luôn luôn đúng? Thứ nhất, hạng của M bằng 3. Câu B là hạng của M ít nhất là 3. Mệnh đề C là nếu hạng của M lớn bằng 3 thì M lớn là tập sinh ra cái R3. Và D lớn là nếu hạng của M lớn bằng 3 thì mọi tập gồm 3 vector của M lớn là cơ sở của R3. Thì chúng ta xét từng cái mệnh đề một. Không gian vector R3 có số chiều là bao nhiêu? Có số chiều là 3. Chuyện này thì chúng ta biết rồi. Thế ở đây chúng ta đừng có nhầm lẫn rằng là nếu mà R3 có số chiều là 3 thì tất cả những cái hệ vector nào trong R3 đều có hạng là 3. Điều đó không đúng. Hạng của M chưa chắc gì là 3. Nó có thể là 0, là 1, là 2, là 3. Cho nên là câu A sai. Câu B nói rằng là hạng của M lớn ít nhất là 3, có nghĩa là hoặc là bằng 3 hoặc là lớn hơn 3. Thì điều này chúng ta nói rồi, không có chắc gì là hạng bằng 3 cả. Còn lớn hơn 3 thì đương nhiên là sai, là bởi vì số chiều của R3 là 3 mà. Thì cho nên là một cái hạng của một cái hệ vector không thể nào mà lớn hẳn hơn cái số chiều không gian vector được. Như vậy là A sai, B cũng sai luôn. Còn C thì sao? Họ nói rằng là nếu hạng của M lớn bằng 3, có nghĩa là sao? Nếu hạng M lớn bằng 3, tức là trong M lớn mình tìm ra được một tập độc lập tuyến tính cực đại gồm 3 vector. Thế em thấy là nếu như tìm được một 3 vector độc lập tuyến tính trong M thì nó là cơ sở của R3. Tại vì mình có một cái định lý về liên quan đến cơ sở, đó là nếu một cái hệ vector mà có cái số chiều nó bằng số chiều của không gian vector, mà nếu cái hệ đó độc lập tuyến tính thì nó sẽ là cơ sở của E, của không gian vector đó. Vậy thì trong trường hợp này, nếu hạng của M bằng 3, có nghĩa là M có chứa một cơ sở của R3. Mà M chứa một cơ sở thì nó là hệ sinh, là đúng rồi. Tại vì sao vậy? Tại vì bản thân cơ sở nó là một cái hệ độc lập tuyến tính và là hệ sinh của không gian R3. Thì hệ nào mà chứa hệ sinh thì đương nhiên nó là hệ sinh. Vậy thì mình đề C đúng. Như vậy ở đây thì chúng ta chọn C. Tuy nhiên cũng cần giải thích thêm tại sao D sai. Nếu hạng của M lớn bằng 3, có nghĩa là trong M lớn sẽ tồn tại một cái
hệ gồm 3 vector độc lập tuyến tính, thì không chắc gì là mọi tập gồm 3 vector đều độc lập tuyến tính. Ví dụ như là x, y, z độc lập tuyến tính nhưng mà x, y, t thì nó phụ thuộc tuyến tính. Cho nên không có cái chuyện là mọi tập gồm 3 vector của M độc lập tuyến tính. Có nghĩa là không phải mọi tập gồm 3 vector của M lớn đều là cơ sở của R3. Các em có theo kịp không? Cho chúng ta nắm vững lý thuyết thì chúng ta sẽ giải quyết những cái câu mà hỏi mang tính lý thuyết như thế này một cách rất là dễ dàng. Thì chúng ta tiếp tục ôn hạng vector với câu số 10. Trong R3, hạng của 4 vector sau đây, họ cho mình 4 vector trong R3. 4 vector đó là U, V, X, Y. Họ hỏi rằng là cái hạng của 4 vector này nè, nhỏ nhất khi M là bao nhiêu? A, M bằng 0. B là M bằng 1. C, M bằng trừ 2. Và D, M bằng 1 phần 2. Thế thì chúng ta hồi nãy có ôn lại như thế này các em nè. Đây là 4 vector trong R3. Thế bây giờ muốn biết được hạng của 4 vector này thì chúng ta có một cái cách là cái cách phương pháp thứ hai mà hồi nãy mình liệt kê đó. Phương pháp 1 là mình bổ sung dần để được một cái hệ độc lập tuyến tính cực đại. Các em còn nhớ không nè? Phương pháp thứ hai là nếu như các vector này nó là các vector trong không gian Rn thì chúng ta sẽ liên kết cái hệ 4 vector này với một cái ma trận. Mà được gọi là ma trận liên kết với hệ vector đó thì ta biết rằng là hạng của hệ 4 vector sẽ bằng hạng của cái ma trận liên kết. Thế bây giờ xét hạng của 4 vector thì nhiều khi nó khó khăn hơn là hạng của cái ma trận liên kết. Vậy thì chúng ta sẽ xét hạng của ma trận liên kết. Đây. Đây là viết lại 4 vector. Đề bài đó. Thì chúng ta mới thiết lập cái ma trận liên kết. Thế ma trận liên kết của cái hệ 4 vector này thì chúng ta sẽ thiết lập nó bằng cách là chúng ta viết lại 4 vector này theo dòng cũng được, theo cột cũng được. Và các em lưu ý rằng là em viết vector nào trước, vector nào sau cũng được hết, như nhau thôi. Ở đây mình viết 301, tức là mình viết cái vector y trước và ta đang viết theo theo hàng. Rồi, 21 trừ 1 đó là vector u. 510 là vector v. Cuối cùng là ta viết vector x vào đây, 93m. Thế khi viết như vậy thì lập tức sẽ có em thắc mắc ngay. Thầy ơi, sao mình không có viết theo đúng thứ tự là u trước đi rồi đến v đến đến y đến x gì đó mà sao tự nhiên vô cái thầy vector y ở cuối cùng thầy lôi ra thầy viết ở phía trên. Thế thì tôi sẽ trả lời ngay ha. Chúng ta muốn tìm cái hạng của 4 vector này thì chúng ta sẽ đi tìm hạng của A. Mà chúng ta biết là muốn tìm hạng của một cái ma trận A thì chúng ta sẽ đưa nó về ma trận bậc thang. Có phải không? Mà muốn đưa về bậc bậc thang thì thường thường ta làm thế này là các em. Mình sẽ làm cho các cái phần tử mà nằm ở cái cột đầu tiên, cột thứ nhất, kể từ cái dòng thứ hai này rơi xuống này là bằng số 0 nè. Bởi vì là các cái phần tử đầu tiên bên trái á, của các cái dòng là không có thể nằm trên cùng một cột được. Mà cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của cái dòng dưới đó nó phải nằm lệch về bên tay phải so với phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng trên nó. Vậy thì nếu như mà mình để cái số 2 ở trước á thì em muốn mất số 3, số 5, số 9 á thì em phải nhân một cái phân số. Đúng chưa? Mà như vậy thì nó khó khăn, tính toán phân số nó khó. Thế tại sao để số 3 ở đây thì nó cũng phải nhân phân số? Ví dụ như là muốn mất số 2 thì ta phải nhân, ta lấy dòng thứ hai ta trừ đi 2 phần 3 lần dòng 1 thì cũng phân số vậy. Không, tuy nhiên tôi không làm như vậy. Tôi sẽ lấy cái dòng 1 tôi trừ đi dòng 2 để cho được chỗ này là số 1 này. Đó, cái ý đồ là cái phần tử A11 này nó là số 1. Mà lấy số 1 thì nó dễ lắm, khi đã muốn cái phần tử đầu tiên bên trái này của cái dòng dưới này mà. Ví dụ dòng 2 này là số 2, muốn thành số 0 thì tôi lấy dòng 2 tôi trừ 2 lần dòng 1. Vì đây là số 1 mà. Thì nếu để số 3 đây thì 3 trừ 2 nó ra 1 là đẹp nhất rồi đó. Nếu để 2 ở trên 3 ở dưới thì 2 trừ 3 ra trừ 1 thì nó không đẹp. Đó là lý do vì sao tôi liệt kê cái y trước. Rồi, sau đó chúng ta mới bắt đầu tiến hành việc đưa cái ma trận A này về ma trận bậc thang. Rồi, chúng ta sẽ giữ nguyên dòng thứ nhất. À không,
Đầu tiên là chúng ta sẽ làm cho cái số 3 này thành số 1 trước như vừa rồi mới lập luận đó. Ha. Như vậy là chúng ta sẽ giữ ba dòng cuối. Để số 3 thành số 1 thì tôi lấy dòng 1 tôi trừ dòng 2. À, 3 trừ 2 là 1. Chỗ này không trừ đi 1. À, ta được trừ 1. Rồi lấy 1 trừ cho trừ 1 thì chỗ này là số 2. Cái động tác đầu tiên đó là làm cho cái phần tử A11 là số 1. À, thì bây giờ chúng ta mới tiến hành đưa về bậc thang đây. Chúng ta viết lại cái mặt trận đó. Giữ nguyên dòng thứ nhất. À, bây giờ muốn số 2 thành số 0. À, chúng ta làm sao? Lấy dòng 2 trừ đi 2 lần dòng thứ nhất. Đấy. Nhân cho trừ 2 cộng vô đây là 0. Nhân trừ 2 cộng vô đây. À, chỗ này ta được số 3. Nhân trừ 2 với 2 thành trừ 4 cộng với trừ 1. À, chỗ này ta được trừ 5. Bây giờ muốn số 5 này thành số 0 thì ta lấy dòng thứ 3 ta trừ đi 5 lần dòng thứ nhất. Ta có này, dòng 3 trừ 5 lần dòng 1. Vị trí này là 0. Nhân dòng 1 cho trừ 5 để cộng vào dòng 3. Trừ 5 nhân trừ 1 là cộng 5 cộng với 1. Vị trí này là số 6. Em thấy không nè? Đây số 2 mình nhân với trừ 5 thì mình ra trừ 10 cộng với 0. Là trừ 10. Bây giờ muốn số 9 này là số 0 thì ta lấy dòng 4. Ta trừ đi 9 lần dòng 1. À, chỗ này là 0. À, chỗ này là 12. Đây nè, trừ 1 nhân với trừ 9 là cộng 9 cộng với 3 là 12. À, dòng 4 trừ 9 dòng 1 tức là nhân dòng 1 cho trừ 9 là cộng với dòng 4. À, nói như vậy thì cũng giống nhau. Nhưng trừ 9 vô đây là trừ 18. Vậy thì chỗ này mình có M trừ 18. À, cũng gần gần nó ra bậc thang rồi ha. Bây giờ chúng ta phải làm tiếp như thế này. Dòng 1 là tốt rồi, dòng 2 cũng tốt rồi. À, nhưng mà dòng 3 với dòng 4 thì chưa có được. Là bởi vì sao? Cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng 3, dòng 4 nó nằm trên cùng một cột với phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng 2 thì nó không được. Nó không thỏa cái tính chất của mặt trận bậc thang. Như vậy thì chúng ta sẽ làm như thế này. Giữ nguyên dòng 1 với dòng 2 bởi vì hai dòng này là nó tốt rồi. Nó tốt là có nghĩa là tốt theo cái kiểu là nó gần giống bậc thang rồi đó. Chúng ta lấy dòng 3 ta trừ đi 2 lần dòng 1. Thì lúc đó không. Nhân bên này trừ 2 này là trừ 6 cộng với 6. Em được số 0. Nhân dòng dòng 2 này cho trừ 2. Chỗ này nhân cho trừ 2 là cộng 10 cộng vô đây. Chỗ này là số 0. Như vậy là cái dòng thứ ba của mình toàn là số 0 không? Đây là dòng bằng 0. Rồi bây giờ muốn cái số 12 này thành số 0 thì chúng ta làm sao? À, có phải lấy dòng 4 mà trừ đi 4 lần dòng thứ ba không nè? À, 4 lần dòng thứ hai không? Ta nhân chỗ này cho trừ 4 cộng vô đây. À, thì chúng ta được chỗ này là số 0. Chỗ này bao nhiêu? Chỗ này là M cộng 2. Là bởi vì nhân cho trừ 2 vô đây nè. Là nó ra nhân cho trừ 4 vô đây là cộng 20. Cộng 20 mà trừ 18 thì là cộng 2. Ta được M cộng 2. Rồi. Thế bây giờ cái ma trận này, ta muốn cái gì? Ta muốn hạng của nó nhỏ nhất. Ta muốn hạng của M lớn nhỏ nhất. Tức là ta muốn hạng của cái ma trận liên kết với nó nhỏ nhất. Thì cái hạng này ít nhất nó là số 2 phải không các em ha? Dòng 1 nó khác không, dòng 2 khác không. Ma trận này nó có hai dòng khác không rồi. Vậy thì bây giờ đó, hạng của nó tệ lắm là số 2. Thì bây giờ muốn nhỏ nhất bằng 2 thì ta cho cái dòng thứ ba này cũng là dòng bằng 0 luôn. À, cho nên ta nói rằng là cái hạng của A lớn nhỏ nhất khi em bằng trừ 2. Tức là cho cái em mà cộng 2 bằng 0 đó. Như vậy thì ta chọn cái phương án nào mà hồi nãy á, ghi là em bằng trừ 2 đó. Đó chính là cái phương án C. Như vậy là ta chọn C. Ta giải quyết xong câu này. Câu số 11. À, bây giờ trong cái P1X là mình có 3 vector. Vector trong P1X, P1X là một cái không gian vector. Đây là không gian các cái đa thức. Ẩn là x, cái bậc của nó bé bằng 1. Đây là những cái đa thức bậc nhất. Bậc không quá bằng 1. Không quá số 1. Y bằng mx cộng 2, u là 2x cộng 1, v là 5x. Người ta hỏi thế này, hạng của cái hệ này nè,
Nó bằng 1 khi nào? Em bằng 2, là phương án A. Em bằng 4, là phương án B. M tùy ý, là phương án C. Và không tồn tại cái M nào để hạng bằng 1, là phương án D. Thế bây giờ chúng ta thấy là cái ba vector này thì nó không phải là như trong R3 vừa rồi đó, trong RN, cho nên mình không có liên kết được ba vector này với lại một cái ma trận để mà biến đổi ma trận bậc thang tìm hạng ma trận như cái câu vừa rồi. Thế thì chúng ta sẽ dùng cái cách thứ nhất. Các em xem ha. Có phải là U, cái hệ mà gồm có một vector U thôi, nó độc lập tuyến tính. Tại sao độc lập tuyến tính? Là bởi vì một cái vector mà nó không phải là vector không, thì hệ mà gồm có một vector đó thôi là hệ độc lập tuyến tính. Thì cái U này nó không phải là vector không. Vector không trong cái P1X nó là đa thức bằng không, tức là nó thế này nè, không, nó là 0x cộng 0 đó. À, đó là vector không trong P1. Thì ở đây không phải, U nó không phải là vector không. Cho nên cái hệ mà gồm một vector U này nó độc lập tuyến tính. Rồi. Như vậy thì em thấy nè, trong ba vector này mới lấy ra một vector độc lập tuyến tính rồi. Vậy thì cái hạng ba vector này nè, ít nhất nó phải là số 1. Có đúng không nè? À. Bây giờ mình muốn cái hệ này đúng bằng một có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ mình bổ sung thêm V vô trong hệ này, hoặc bổ sung thêm Y vô trong hệ này, thì cái hệ một vector này nè, một vector U này, nó phải trở thành hệ phụ thuộc tuyến tính. Thì lúc đó mình chỉ có một vector độc lập tuyến tính thôi, thì hạng mới bằng một được. Bây giờ mình bổ sung vector V vào trong hệ U này, thì em thấy là hệ hai vector UV này nè, nó độc lập tuyến tính. Vì sao vậy? Là bởi vì là cái vector V nó không phải là K lần vector U. Vậy thì V không phải là một cái tổ hợp tuyến tính của U. Bổ sung thêm, ta được hệ hai vector độc lập tuyến tính. Vậy thì hạng của cái hệ ba vector này tối thiểu nó phải bằng bằng 2. Vậy thì ở đây họ yêu cầu mình là tìm M để hạng của ba vector này bằng 1, thì rõ ràng là ta thấy không tồn tại M nào cả. Chúng ta tiếp tục với câu số 12. Cho vector x, vector y, vector u. Đây là ba vector trong R3. Câu hỏi là ba vector này là cơ sở của R3 khi và chỉ khi phương án A là m khác 0, phương án B là m khác 1, phương án C là m khác trừ 2, phương án D là m khác 1 phần 2. À, như vậy là câu số 12 này là chúng ta đã qua một cái vấn đề khác rồi. Đó là chúng ta ôn đến cơ sở của một không gian vector. Thì trước khi làm cái câu này, chúng ta cùng nhau nhắc lại một tí về cái cơ sở của một không gian vector. Trước hết là định nghĩa. Một cái hệ M gồm các vector trong một cái không gian vector V, nó được gọi là cơ sở của không gian vector V nếu nó phải thỏa hai điều kiện sau đây. Thứ nhất, nó phải là hệ sinh ra cái không gian vector V. Có nghĩa là mọi cái vector mà trong không gian vector V đó đó, nó phải là tổ hợp tuyến tính của các cái vector trong cái hệ M này. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là hệ này nó phải là một cái hệ độc lập tuyến tính. Một cái cơ sở của một không gian vector nó phải thỏa hai điều kiện như thế này đây. Thứ hai là đối với một cái không gian vector V mà có số chiều là n đó, thì mọi cái hệ M gồm có n vector mà độc lập tuyến tính thì nó là cơ sở của V. Thì đây là một cái định lý mà giúp cho chúng ta chứng minh một hệ vector là cơ sở của một không gian vector, nó được nhanh chóng hơn. Là bởi vì thế này, nếu chiếu theo định nghĩa đó, em muốn là chứng minh rằng một cái hệ M lớn nó là cơ sở của một cái không gian vector V, thì có phải là em chứng minh hai điều không? Em phải chứng minh nó là hệ sinh, thứ hai nó độc lập tuyến tính. Thì ở đây mình chỉ cần chứng minh nó độc lập tuyến tính thôi. Nếu như số vector của nó bằng cái số chiều của không gian vector. Và số vector trong mọi cơ sở đó thì nó đều bằng nhau. Để chứng minh được như vậy, và cái số vector đó người ta gọi là số chiều của không gian vector V, và họ ký hiệu là điểm V. Bây giờ trở lại câu số 12. Chúng ta muốn rằng ba vector này là cơ sở của R3.
thì chúng ta hãy dùng cái định lý vừa rồi đó. Chúng ta biết rằng là không gian vector R3 nó có số chiều là 3. Số chiều là 3. Mà cái hệ của mình nó gồm có 3 vector. Như vậy là số vector trong hệ này nó đã bằng số chiều của không gian vector rồi. Đúng chưa? Vậy thì bây giờ muốn chứng minh rằng hệ 3 vector này là cơ sở của R3, ta chỉ cần chứng minh hệ 3 vector này. Ta chỉ cần tìm M để cho 3 vector này nó độc lập tuyến tính mà thôi. Đó. Mà muốn nó độc lập tuyến tính thì cái ma trận liên kết với cái hệ 3 vector này nè, nó phải có hạng là 3. Chúng ta mới đi thiết lập cái ma trận liên kết với 3 vector này. Chúng ta viết 3 vector này vào đây theo dòng. Đây là vector X nè. Rồi vector Y là 201. Vector U là 20M. Chúng ta học cái hạng vừa rồi đó, tôi ôn lại cái hạng thì hạng của 3 vector này chính là hạng của A. Mà ta đang mong muốn rằng cái hạng của 3 vector này là 3, có nghĩa là ta đang mong muốn rằng là cái hạng của A là 3. Hãy tìm M để hạng là 3. Thế ma trận A này là một cái ma trận vuông. Bây giờ em muốn hạng của nó bằng 3 thì em cần cái gì? Có phải là em cần rằng là cái định thức con cấp cao nhất của nó khác không không? Mà định thức con cấp cao nhất của nó chính là định thức của nó. Tại cấp cao nhất ở đây là cấp 3. Như vậy thì ta đi tìm M thỏa mãn cái điều này. Có nghĩa là ta đi tìm M để cho định thức của A nó khác không. Đó. Ta tính định thức của A ra. Đó. Đây là định thức. Ta viết lại cái ma trận A vào đây. Thế đây là một cái định thức cấp 3. Thì muốn tính định thức cấp 3 thì ta có nhiều cách. Ta học trong cái chương 1 đó. Thì bây giờ tính toán thì nó đơn giản lắm, bởi vì nó là ma trận cấp 3 mà, dùng Sarius hay là khai triển theo cột theo dòng gì đó. Ở đây tôi tính luôn, nó ra là 2 trừ 2M. Tính luôn là bởi vì cái chuyện này không phải là cái chuyện ôn tập chính của mình trong cái chương này. Hơn nữa việc tính toán nó cũng đơn giản, các em chắc chắn là thành thạo rồi. Thế bây giờ ta muốn XEU là cơ sở của R3, thì ta muốn XEU độc lập tuyến tính. Điều đó tương đương với ta muốn hạng của 3 vector này là 3. Có nghĩa là ta muốn hạng của A bằng 3. Mà muốn hạng của A bằng 3 có nghĩa là ta muốn cái gì nè? Ta muốn là cái định thức của cái ma trận A này khác không? Tức là ta muốn 2 trừ 2 mà khác không đó. Như vậy là ta muốn M khác bao nhiêu nè? Ta muốn M phải khác số 1. Vậy thì trong 4 phương án này ta chọn phương án B. Đó. Câu số 12 là để nhắc lại một cái định lý trong cái phần cơ sở của không gian vector. Em mà muốn một cái hệ vector nó là cơ sở của không gian vector thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta chứng minh rằng hệ đó nó là một cái hệ sinh, đồng thời nó hệ độc lập tuyến tính, tức là phải hai điều. Nhưng mà nếu mà cái hệ đó nó có số vector bằng cái số chiều của không gian mà mình đang xét thì mình chỉ cần chứng minh nó độc lập tuyến tính mà thôi. Đó là cái nội dung của câu số 12. Xin mời các em tiếp tục theo dõi câu số 13. Người ta hỏi rằng là các vector nào sau đây lập thành một cơ sở của R3? Đó là phương án A cho 3 vector, phương án B họ liệt kê cho mình 2 vector cụ thể đó. Phương án C 4 vector, phương án D có 3 vector như thế này. Thế câu này thì nó dễ quá đúng các em ha. Thì chúng ta biết rằng là số vector trong mọi cơ sở của R3 đều bằng nhau. Và đó chính là số chiều của R3. Mà ta biết rằng số chiều của R3 là 3. Số chiều của R3 bằng 3 có nghĩa là số vector trong bất kỳ cơ sở nào cũng phải là 3. Vậy trong 4 phương án này, thế thì thấy phương án nào mà số vector không phải là 3 là mình loại ra rồi. Như vậy là B sai, nó có 2 vector thôi, không thể là cơ sở được. D, C, 4 vector. 4 vector thì không thể là cơ sở được. Như vậy là chỉ còn lại phương án A và phương án D, nó có 3 vector đó. Và nếu 3 vector nào mà độc lập tuyến tính thì nó tạo thành cơ sở. Đó là cái ý mà mình mới ôn trong câu số 12. Thế em thấy nè, em nhìn vào
Thì đây nè, em có thấy là cái vector này nè, vector mà có ba thành phần là 2 trừ 1 4 này, nó có phải bằng 2 lần vector này cộng với 1 lần vector này không? Nè. Đây ha. Nhân vào nè, thành phần thứ nhất là 2 nè, cộng bên đây 1 nhân 0 là 0 nè, 2 cộng 0 nó ra 2 nè. Thành phần thứ hai nha, nhân 2 vào đây là 2 nhân 0 là 0 nè. Thì 1 nhân trừ 1 là trừ 1, 0 cộng trừ 1 nó ra trừ 1, đúng chưa? 2 nhân 1 là 2 nè, bên đây 1 cộng với nhân với 2 là 2, cộng lại thành 4. Như vậy thì cái hệ ba vector này nó có một vector, nó là tổ hợp tuyến tính của hai vector còn lại. Mà nếu như vậy đó thì cái hệ này nó phụ thuộc tuyến tính. À, bởi vì chúng ta biết rồi, trong một cái hệ vector nếu có một vector là tổ hợp tuyến tính của các vector còn lại thì hệ đó là hệ phụ thuộc tuyến tính. Chuyện này chúng ta vừa ôn ở tuần trước đó. Như vậy thì chỉ còn lại mệnh đề A là đúng mà thôi. Đó. Cái này là mình nhận xét tốt đó thì mình làm nhanh như thế này. Còn nếu mà mình không nhận xét tốt được như thế này thì em biết mình làm sao không nè? Mình cứ viết cái ma trận A lớn mà liên kết với lại ba vector này ra. Rồi ta biến đổi sơ cấp trên dòng. À, ta tìm cái hạng của cái ma trận liên kết đó. Ví dụ như là nếu em mà viết cái ma trận liên kết của ba vector trong cái khẳng định D đó đó, à, thành ra một cái ma trận vuông cấp 3 đó, thì em sẽ thấy là cái hạng của nó không phải bằng 3. Có nghĩa là em đem tính định thức của ma trận A thì định thức đó bằng 0. À, thì em loại mệnh đề đấy đó. Và làm tương tự như vậy thì em sẽ thấy được rằng là cái hạng của ba vector trong câu A nó là 3, nên nó là cơ sở. Tuy nhiên là trong một cái bài trắc nghiệm thì họ cho mình bốn cái phương án chọn lựa mà ba cái sau này nó sai thì đương nhiên mình sẽ chọn câu A, khỏi cần kiểm tra lại làm gì. Chúng ta tiếp tục với câu số 14. Mệnh đề nào sau đây sai? Mệnh đề A, mọi không gian vector đều có cơ sở. B, trong một cái không gian vector n chiều thì số vector trong một hệ sinh không thể nhỏ hơn n. Mệnh đề C nói rằng là mọi hệ vector chứa một cơ sở của không gian vector đều là hệ sinh ra cái không gian vector đó. Và phương án D nói rằng, mệnh đề D nói rằng là số vector trong các hệ sinh có thể khác nhau. À, bây giờ chúng ta sẽ lần lượt kiểm tra cái tính đúng sai của từng cái mệnh đề một. Mệnh đề A nói rằng là mọi không gian vector đều có cơ sở, theo ý các em đúng hay sai? Thế bây giờ muốn biết đúng hay sai, chúng ta nhắc lại cơ sở của một không gian vector là gì nào? Chúng ta vừa nói với nhau rằng là một hệ vector đó nó là cơ sở của một không gian vector nếu nó thỏa hai điều kiện. Thứ nhất, nó là hệ sinh ra vector đó. Tức là mọi vector trong không gian vector đó đều là tổ hợp tuyến tính của các vector trong cái hệ mình đang xét. Thứ hai, cái hệ đó nó phải là độc lập tuyến tính. Như vậy nói đến cơ sở thì cái hệ đó bắt buộc phải độc lập tuyến tính. Đúng chưa? Thế chúng ta từng gặp một cái không gian vector rất đặc biệt. Đó là không gian vector chỉ chứa một vector thôi. Đó là vector không. Mà chúng ta cũng từng gặp một cái định lý mà có nhắc lại trong cái tuần trước về lúc mình ôn lại cái độc lập tuyến tính và phù hợp tuyến tính đó, thì em biết rằng là một cái hệ vector mà nếu như nó có chứa vector không thì hệ đó bao giờ cũng là phụ thuộc tuyến tính. Vậy thì không gian vector chỉ gồm một vector không thì không thể có cơ sở được. Tại vì bây giờ mình lôi ra một cái hệ bất kỳ nào đó của nó thì là cái hệ đó nó phải là một cái hệ chứa vector không, mà chứa vector không thì phụ thuộc tuyến tính. Cho nên không phải là mọi không gian vector đều có cơ sở. Cái không gian vector mà chỉ chứa vector không nó không có cơ sở và số chiều của nó là không. À, cho nên hỏi cái nào sai thì mình để A sai. Nhưng mà đã ôn thì chúng ta ôn đến nơi luôn. Mệnh đề B, tại sao nó đúng? Trong không gian vector n chiều thì số vector trong một cái hệ sinh không thể nhỏ hơn n được. Đúng rồi. Tại vì là em biết rằng là số vector trong một hệ sinh thì nó không thể nhỏ hơn số vector trong một cái hệ, trong một cơ sở được. Tại vì muốn cơ sở đầu tiên nó phải là hệ sinh mà. À, cho nên mệnh đề B nó đúng. Mệnh đề C nói rằng là mọi hệ vector chứa cơ sở của một không gian vector đều là hệ sinh. Thì điều đó đúng rồi. Mới nói một cái hệ chứa cơ sở, tức là chứa hệ sinh, một hệ chứa hệ sinh là một hệ sinh.
chuyện này rất là dễ thấy. Bởi vì mọi vector trong không gian vector V biểu diễn qua cái hệ sinh nhỏ, đó là tổ hợp tuyến tính của các vector trong cái hệ sinh nhỏ, thì đương nhiên có thể biểu diễn tuyến tính qua cái hệ sinh lớn bằng cách là mình cho các cái số k đều là số 0 hết đối với những vector còn lại, không phải trong ở trong cái hệ sinh nhỏ. Cho nên mình để C nó đúng. Rồi D thì rõ ràng quá rồi, số vector trong các hệ sinh thì có thể khác nhau. Bởi vì là trong một không gian vector nó có cơ sở thì mình cứ lấy một cơ sở là một cái hệ sinh, rồi mình lấy một cái hệ nào đó chứa cái cơ sở này thì nó lại là hệ sinh, nhưng mà số vector nó khác nhau. Như vậy là chúng ta qua câu số 14 này á, là vừa nhắc lại được hệ sinh và cái cơ sở của một không gian vector. Xin mời các em tiếp tục theo dõi với câu số 15. Bây giờ cho M gồm có 3 vector X, Y, Z và họ đã khẳng định với mình rằng M lớn này nó là cơ sở của không gian vector V. Họ hỏi mình rằng mệnh đề nào sau đây sai? Phương án A, mệnh đề A nói rằng là hệ gồm có 3 vector X, Y, 2X cộng 3Y có hạng bằng 2. B là X là tổ hợp tuyến tính của Y và Z. C, X, Y, Z, X cộng Y, tức là hệ này gồm có 4 vector đó, nó là hệ sinh ra vector V. Mình để D, hệ gồm 3 vector X, 2Y, Z là một cơ sở của không gian vector V. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra nè. Thế khi họ cho mình cái hệ M lớn là cơ sở của không gian vector V, thế thì chúng ta có được cái điều gì? Chúng ta có được cái điều thứ nhất, đó là cái hệ gồm 3 vector X, Y, Z là một hệ hệ sinh ra vector V. Thứ hai, nó là một cái hệ độc lập tuyến tính. Đúng chưa? Thế mệnh đề A đúng hay sai? Các em xem ha. Trong mệnh đề A này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã lấy 2 vector X, Y từ M. Thì bởi vì X, Y, Z nó độc lập tuyến tính, cho nên hệ gồm 2 vector X, Y, tức là hệ con của nó đó, thì hệ con của một cái hệ độc lập tuyến tính là một hệ độc lập tuyến tính. Cho nên X và Y á, cái hệ mà chỉ chứa X, Y thôi là độc lập tuyến tính rồi. Thế vì bổ sung thêm 2X cộng 3Y, thì em thấy là vector 2X cộng 3Y có phải là tổ hợp tuyến tính của X với Y không? Như vậy là mình vừa bổ sung thêm trong cái hệ 2 vector X, Y, một vector thứ ba là tổ hợp tuyến tính của X, Y. Vậy thì cái hệ này nó phụ thuộc tuyến tính. Đúng chưa? Phụ thuộc tuyến tính. Mà X, Y không thôi á, thì độc lập tuyến tính. Như vậy thì cái hạng của này là bao nhiêu? Là 2. Mệnh đề này đúng. Rồi. Mệnh đề B nói là X là tổ hợp tuyến tính của Y, Z. Đúng hay sai? Thì sai. Bởi vì nếu X là tổ hợp tuyến tính của Y và Z, thì lúc đó cái hệ M này nè, nó chứa một vector là tổ hợp tuyến tính hai vector sau, thì nó đâu có độc lập tuyến tính. Mà không độc lập tuyến tính thì làm sao là cơ sở được? Cho nên B sai. Đó. Còn ở dưới này thì X, Y, Z độc lập tuyến tính, thì bổ sung thêm vô nữa thì cái hệ 4 vector này nó chứa một cái cơ sở của không gian V, thì nó là hệ sinh của V, thì nó đúng rồi. Và em thấy rằng là X, Y, Z mà độc lập tuyến tính thì X, 2, Y, Z cũng độc lập tuyến tính luôn. Chuyện này kiểm tra dễ dàng. Như vậy mệnh đề mà sai ở đây là mệnh đề B mà thôi. Các em thân mến, như vậy là trong tiết học này chúng ta đã tiếp tục làm một số câu nó liên quan đến hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là hạng của một hệ vector. Thứ hai, nó liên quan đến hệ sinh và cơ sở của một cái không gian vector. Tôi hy vọng rằng là qua cái tiết học này, một lần nữa đã nhắc lại với các em một số cái lý thuyết liên quan đến cái chương 2 chúng ta vừa học, và giúp các em phần nào trong cái việc xử lý thật là nhanh những bài toán trắc nghiệm nhằm phục vụ cho cái việc kiểm tra và thi cử của các em. Chúc các em ôn tập tốt. Hẹn gặp các em trong tuần sau. Xin thân ái chào các em.